Shopping ảo.vn, à, click quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại Shopping ảo.vn. Shopping ảo.vn. Ok, xin chào mọi người nha. Quá bực xúc luôn, thấy đồng đội mình nó gọi là chat những cái câu gọi là Wiro là hết chuỗi. Trời ơi là trời, sao vậy? Trời ơi, đồng đội mình nha, các bạn cũng không, bạn ấy bảo đang có chuỗi thắng. Thế là mình pick gọi là chọn Wiro một cái thôi. Bạn ấy bảo là mình mà lấy Wiro một cái là bạn ngủ không, bạn ấy hết chuỗi thắng luôn. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Sao thua? Trời, bạn coi thường tôi à? Trời ơi, nghĩ sao vậy trời? Đó bạn không? Bạn sát thần kia, bạn em kêu đang đang chuỗi 20 kìa. Tức là bạn em một, bạn ấy bảo có Wigo là thua luôn, mất chuỗi. Bạn coi thường tớ quá gì đấy nhá. Tớ nói cho bạn biết luôn, bạn hơi bị coi thường tớ đấy nhá. Bạn biết tớ là ai không? Một người chơi Wiro Sabeng rất là ít luôn. Tướng nó tù chứ không phải coi thường. Bạn coi thường người ta à? Ui giời ơi. Thật ra thì vị tướng Wiro này, bạn ấy bảo là con tướng này coi tù chứ không phải là... Thì mình cũng không biết là cái con tướng này nó... Nhưng mà nếu mà chơi mà kiểu giống như là cứ pick Wiro là cái là thua thì mình nghĩ rằng là không phải. Nếu mà nó tù thì có lẽ là do người chơi nó chưa thuộc dạng đạt chuẩn. Tại vì đây là một cái vị tướng không có trang phục. Một cái vị tướng không có trang phục của Liên Quân Mobile nha các bạn. Chỉ có một trang phục mặc định, chứ nó không có một cái trang phục, bất cứ một cái trang phục bậc A cùi bắp nào cũng không có luôn. Bởi vậy thì chắc có lẽ đây là một cái vị tướng mà được ghẻ lạnh nhất của Liên Quân Mobile. Một cái con tướng mà Liên Quân Mobile không có ham hố Garena, nói chung là không ham hố về vị tướng này. Chắc có lẽ do cái bản chất tù đầy của nó. Tù đầy nha các bạn, chứ không phải là tù bình thường nha, tù đầy đó. Bạn coi thường tớ hả? Bạn dám coi thường tôi đúng không? Trời ơi, bạn coi thường tôi hả? Canh hả? Trời ơi, tôi là người support chính mà. Tại vì bạn ấy chat một cái câu gọi là mất chuỗi thua, đâm ra mình tức. Mình phải cầm viền rượu. Em chỉ dẫn chơi thôi mà, tóc biến thôi anh ơi. Ui dồi, kéo đẹp thế. Trời, kéo đẹp dữ vậy ta. Kéo xuất sắc quá ta. Búa đầu cho mình dở này. Cái chiêu cuối của vị tướng Wiro này kết hợp với cả tốc biến nó rất là lợi hại nha các bạn. Các bạn biết lợi hại như thế nào không? Không đúng không? Tí nữa mình sẽ làm cho các bạn xem. Chỗ nó gồng một cái, tới gần cái phút nó nổ á, mình tốc biến tới người ta nó hất tung một đá lên cho. Nó đá gì đâu luôn á. Cái gì đây? Trời, có người ta đi canh rừng rồi, ông ơi cứ coi thường, coi thường. Bẹt này, chơi nè, chơi nè. Cái con Wiro này có cái nội tại các bạn. Cái nội tại của nó là cái nội tại mà không thể gọi là chết. Nó sẽ tạo ra một cái lám. Thôi đi về, thôi đi về, đi về. Không chơi được bạn ạ, nó đông lắm. Có rừng nó ở đây, làm sao mình chơi được. Nó bộ này, bộ này, bộ này. Hất tung nè. Ui ôi, ui ôi. Đây, cái nội tại là cái này nha các bạn. Ê, đánh thoải mái, không chết được đâu. Đó, đâu, sống nè đó. Tính cá rồi mà. Mấy bạn đòi ăn tớ á, tớ tính hết rồi. Sao mà ăn được? Không, nếu mà nó đánh thêm tí nữa là chết đấy. Nhưng mà nó đánh như vậy là không đủ đam đâu. Mới cấp đầu này làm sao đủ đam được. Tại vì khi mà mình biến thành một cái đó, đống 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 đó, thì tem mình nó tới nó bu vào nó quánh người ta. Mà tem bạn nó rất là ham hố, tại vì lúc đó mình bất động mà nắm bất đi một chỗ nó chỉ còn bắn chết mình cái là lụm lúa lụm tiền. Nhưng mà không ấy được. Rồi 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 rồi, thôi thôi thôi. Rút lui đi anh em ơi. Rút lui đi anh em ơi. Ê, con hàng con hàng con hàng con hàng con hàng. Ôi giời ơi, cứu đồng đội, mày đập đó. Đúng rồi anh, trời thì hay quá. Hồi hồi hay quá trời quá đất luôn. Vô. Mình thì các bạn biết sao? Khi mà mình làm, ui ơi, em đang chém gió mà anh ơi. Em đang chém gió, đang gọi là kể chuyện tâm sự mới cả các bạn đang xem clip mà cuối cùng cái kết. À, anh búa em thế à, em buồn sao? Sao bạn dám coi thường từ? Các bạn cũng biết rồi đấy, mình thì mình có những cái con tướng tủ. Tướng tủ của mình đó chính là những cái con tướng như là Nakaroth, hay là những, nói chung là tướng tủ là mình, những con tướng mà mình hay làm clip đấy các bạn. Thì đó là những con tướng mà mình chơi mà mình ăn mạng rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình chơi những con tướng mà như là Wiro này thì mình ăn mạng rất là ít. Nhưng mà khi mà mình ăn mạng ít thì người ta sẽ có những cái bình luận khá tiêu cực với cái clip của mình. Và vậy đâm ra các bạn xem clip các bạn phải xem và thông cảm giúp mình nha. Mình thì mình muốn làm tướng tủ cơ, ăn nhiều mạng nó mới phái.
Trò tướng tủ thì mình kỹ năng của mình nó cũng phải ngon hơn chứ đúng không? Tại vì mình biết tất cả mọi thứ, chỉ kiến thức kỹ năng nội tại các kiểu con là điểu rồi. Còn những cái con tướng mình chơi không hay, mình ít chơi là ui da, nó con tướng không tủ. Nên ra khi mà mình xài chiêu đôi lúc nó hay bị lỗi lắm. Bởi vậy nó đánh rất là yếu đuối và mỏng manh. Nhưng mà vì muốn làm clip cho các bạn xem, nên ra các bạn suốt ngày bình luận kiểu giống như là ui dồi ôi chơi đi chơi lại con này hoài, anh không biết chán hở, anh không biết chơi con khác hở. Ủa đông thế, gì đông dữ vậy, 4 người sao chơi, sao cứu. Lên trời, đùa nhau thanh niên crack này. Trời kéo rồi, kéo chúng rồi, kéo chúng rồi, kéo chúng rồi, kéo chúng rồi. Mày hả mày, mày hả mày, đẩy về luôn này, wow, đẩy hai người về. Tên bạn cong đít chạy luôn. Ủa anh Woman, anh ulti kìa, kỳ cục kỳ trời. Sao quay đây có vẻ bạn ulti kỳ cục thế. Ơ bướm bay ngập trời, bướm bay ngập trời, bay vòng quanh, chiu. Từ nhà, oh my god, ê, ơi, mày, chơi nó luôn, quýnh nó luôn, mày chết nè. Vô đây, hello Barbie, con hàng kìa, cứ bùa sách nó, mày hả bưới, lao vào đây. Cái chiêu 2 nó để đẩy về nha các bạn. Chiêu 2 của nó giống như cái chiêu của vị tướng than ấy, có thể đẩy về được nha, ngon lắm. Chiêu 1 của nó thì nó đấm bụp 3 phát. Còn chiêu cuối của nó gồng, kiểu gồng hết sức mình lên á. Nó mà gồng mà đúng thời điểm, đúng lúc ấy, nó hất tung tem bạn lên, trồ nó đá gì đâu luôn á. Tại vì nó chiêu cuối của nó rộng lắm. Chiêu 3 của nó rộng lắm, to mà rộng nó to thả bá luôn á. Kéo này, ý. Ui ôi, kéo vào. Tôi cố tình cho bạn kéo mà. Giỡn mắt tôi hả? Đùa với cả ninja dừa đúng không? Trời ơi, tôi biết chứ. Sợ liền. Kéo vào đi. Các bạn thấy vào đấy mình canh gọi là đẳng cấp không? Mình cố tình để cho crack kéo đấy. Kéo vào phát là mình đẩy về liền. Vô cái tực giật cái tô luôn. Phì quá. Ngon lành cành đào. Lụm lúa, bạn ấy té đái liền. Sợ. Sợ quéo con cua luôn đấy chứ. Lại bảo không sợ đi. Ý. On. Yo. A lên. Yo. A lên. Con hàng đây rồi. Hú. Úi dồi. Mày chết nè. Đi đâu đây, ai da, đủ, đau quá. Trời ơi, tôi gồng quá trời gồng luôn mà không có ai hết trơn. Nó sâu quá các bạn ạ. Nó mà đứng gần là mình cũng chơi nữa rồi đó. Mình sử dụng cái phù hiệu này, phù trợ này để... Ai da, chết, anh ơi, em còn nổi tái anh ơi, đừng có làm thế anh ơi. Mày, dinh trưởng á. Người. Cái đấy là một cái pha gọi là ham hố. Xuống hố hết ham nhá. Ôi dồi ôi, bạn coi thường tôi à. Bạn coi thường tôi đúng không? Tính ra thì vị tướng Widow này không phải là... Mình không phải là mình cũng... không phải là mình ấy đâu, nhưng mà con tướng này cũng nhiều người không thích chơi thật. Tướng ghẻ lạnh. Tăng sức mạnh thì chả thấy đâu. Toàn thấy trải ra trang phục. Chán thế. Thời gian mấy trang phục cho nó hẹp hẹ con nào. Hẹp con nào. Ui rồi. Quốc nhau. Quốc đi. Bụp nè. Ôi trời ơi. Cái gì đây. Ừ tính ra nãy giờ mình nói phét cái chiêu cuối cộng tốc biến đẹp. Đẩy về nè. Ghê chưa? Xuất sắc không? Các bạn thấy mình xài chiêu ghê không? Này bay này, lên trời nè, ui dồi bay cao tê, phê quá, chạy thôi. Cái pha đấy mình đẩy vị tướng Achit em bạn về, xuất sắc với chiến đùa. Ngon lành cành đào. Bởi. Dám chê tôi à? Bạn dám chê tôi đúng không?
tôi không bốn nó đến nhà chê nữa đi. 014 chứ không phải là 04. Cứ chê tôi thoải mái đi đó mà. Ê. Bụp bụp. Ra đây, ra đây, ra đây con nào, ra đây con nào. Rồi 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 rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, xong rồi, xong cái mạng rồi. Chơi, 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 chơi. Ra đây mà chơi nào. 1, 2, chơi, chơi, chơi. Ui da, đẩy, ai à đúng. Sao đẩy vào đây lôi ra. Đây, mọi người xem này, ulti tốc biến này. Chuẩn bị này, thời tới cả không nổi nè. Rồi đây, trong búa đầu coi. Tính ra Hero này càng đánh nó càng cần châu lì ấy chứ. Nếu các bạn bảo cái tướng này yếu thì mình nghĩ rằng không phải đâu. Nó chưa gặp thời thôi, nó chỉ gặp mấy con tay dài thì nó bị đoánh thôi. Chứ còn gặp mấy con tay ngắn thì nó cũng mạnh lắm ấy chứ đùa à. Châu văn bò vãi trưởng ra, có thêm cái nội tại hồi sinh nữa thì bá cháy bò chết nữa chứ. Nhiều bạn cứ chê con này hoài. Mình cũng lâu lâu cũng không phải chê con tướng này, mà tại vì mình chê nó không có trang phục thôi, chứ không phải chê nó phế vật đâu. Nó có trang phục méo đâu. Tôi sẽ mặc định chán chết. Oh my god. Ô kìa. Na. Định mệnh. Và đấy mình tính tốc biến đấy các bạn. Mình tính tốc biến thật đấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng khó các bạn. Hất tung nó được nhưng mà cũng không ấy được. Từ từ. Ôi, tính ra nãy giờ nói phét gọi là kêu là ulti tốc biến đẹp lắm mà chưa làm được cái pha nào cho các bạn xem nhỉ. Chắc lẽ là thời chưa tới. Tem mình kia đánh yếu thế. 13/8 mà tem mình đang ép lan tem bạn là lèo phèo luôn. Tem mình hiện tại vẫn còn trụ trên và trụ dưới luôn, trụ giữa luôn, còn trụ dưới mới có mất có cái à. Đây, con hàng đây rồi. Giết nó anh em. Bạn dám khinh thường tôi à? Bạn dám chê tôi à? Rồi. Mít cho mình đi đến nơi cái tem bạn chết hết rồi còn đâu đánh đấm cái gì nữa. Rồi bé làm sao? Bé làm sao? Hãy xem ta đây. Bùm, con lính bay lên trời thôi nha, không phải người đâu. Buồn dễ sợ. Một, hai, ba, quốc. Hóa mình tính sử dụng cái chiêu cuối cộng tốc biến rồi chứ, nhưng mà khó các bạn. Nó kiểu khi mà mình sử dụng cái chiêu cuối, mình không thể sử dụng tốc biến. Đâm ra nó hơi khó. Khó nhưng mà mình vẫn làm được. Hôm trước mình làm được mà. Trước mình làm được thì bây giờ mình phải làm được chứ. Gặp cái gì đây trời. Đây. Chuẩn bị này mọi người xem mình làm pha cuối cùng ulti tốc biến này. Hãy xem ta đây. Chà. Yeah, thấy chưa? Các bạn thấy gì chưa? Quá đẹp đúng không? Trời ơi, ai làm được giống mình không? Đố các bạn làm được giống tới ấy. Trời ơi, khó lắm đấy nha. Cuối cùng thì mình cũng đã làm được cái pha ulti tốc biến trong triển thiết của vị đứng Hero sao em. Tôi thiệt là hay quá đi tươi. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều khi đã bỏ thời gian cho clip của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau nha. Mấy bạn coi thường con tướng Hero cà beng này đúng không?